Thưa quý vị, một năm học mới đã bắt đầu, Chắp Cánh Ước Mơ lại tiếp tục một hành trình mới, nâng bước cho những em học sinh nghèo vượt khó. Nhân vật đầu tiên của chương trình năm học 2018-2019 là em Nguyễn Thị Suốt, học sinh lớp 10A1, trường Trung học Phổ thông Ân Thi, huyện Ân Thi. Sớm thiếu vắng bàn tay che chở của cha, một mình mẹ nuôi hai chị em ăn học nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Suốt và chị gái phải tự lập từ khi còn rất nhỏ và chính điều đó đã tôi luyện cho em một nghị lực sống đáng khâm phục. 9 năm học qua, em đều là học sinh giỏi và đạt nhiều thành tích cấp huyện môn tiếng Anh. Khi năm thứ 2, 6 tuổi thì nó bắt đầu là thôi là bỏ hẳn, là không dính những người đấy nữa, không trông con với con. Em cũng hay hỏi mẹ là mẹ ơi bố đi đâu mà lâu về thế? Thì chỉ có bảo là thôi bố mày đi làm ăn xa. Khi nhìn thấy bạn bè có bố đưa đi học thì nên là cái nỗi mà mong nhớ bố về để đưa mình đi học hay là có bố ở nhà thì vẫn rất là nhiều. Khổ tâm lắm mà nghĩ thương con là không có bố. Khi mà lớn lên biết là không phải thế thì thương mẹ nhiều hơn rồi. Thực sự là mẹ em rất là vất vả. Hầu như là công việc nào ở làng là đã từng làm rồi. Ban ngày thì đi làm thuê, có thể cấy thuê rồi đi chở rác hoặc là đi phụ xây. 7-8 giờ tối mới về được đến nhà thì còn đi cắt rau lợn rồi thái rau. Thường là mẹ em sẽ dậy từ 3 giờ sáng hoặc là nếu mà như Vũ Long thì là sớm hơn một chút là 2 rưỡi hoặc là như những ngày bình thường thì là 4 giờ và mùa cấy thì thậm chí là còn đi cấy đêm từ 1 giờ sáng. Khi mà nhìn thấy mẹ vất vả thì quá thì cũng ước là mình có được sức khỏe hoặc mình có được ý chí như một người con trai để mà giúp đỡ mẹ. Thế con lớn rồi mẹ ơi, thế này con nên học đại học thì mẹ có nuôi được con. Thôi cứ đến đâu biết đến đây. Thế thì cái năm đầu nó học đại học thì là làm được 7 triệu long thì là đưa hết cho nó. Chỉ chi cho các con. Chứ mẹ thì 5 năm nay chưa may được cái quần cái áo. Cứ mặc thừa chị em cho ăn đâu mặc đấy. Còn lại thế. Toàn mặc thừa của các chị. Cái sách này thì đầu hầu như là em đều được tặng hết. Còn máy tính là do em có người cho. Trong máy này cũng phải chục năm rồi nên là nó cũng bị hỏng hóc nhiều. Suốt là một người rất là tốt bụng, bạn ấy rất hay giúp đỡ bạn bè. Trong lớp thì bạn ấy là lớp phó của lớp em nên là bạn ấy rất là gương mẫu. Mọi việc thì bạn đều làm một cách rất chu toàn. Em Suốt thì là một em học sinh rất là chăm chỉ trong các tiết học và đặc biệt là cũng rất là nhiệt tình tham gia các phong trào của lớp. Có thể nói là một em học sinh tuổi nhỏ nhưng chí rất là lớn. Ước mơ sau này của em là trở thành một nữ doanh nhân. Em muốn mở các cái trung tâm tiếng Anh. Tiếng Anh sẽ là cái chìa khóa để giúp mình dễ dàng bước vào tương lai hơn. Và em cũng muốn dành một lớp đấy cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng các thầy cô giáo và các em học sinh đã có mặt trong buổi lễ trao học bổng Chắp Cánh Ước Mơ tại trường Trung học Phổ thông Ân Thi, huyện Ân Thi. Chương trình do VNPT Hưng Yên tài trợ, Vietcombank Hưng Yên tài trợ, Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên bảo trợ thông tin, Đài phát thanh truyền hình Hưng Yên thực hiện. Đến với buổi lễ ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện các vị đại biểu khách quý. Về phía nhà tài trợ VNPT Hưng Yên xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Quốc Hưng, Giám đốc VNPT Hưng Yên. Về phía nhà tài trợ Vietcombank xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Xuân Cao Cường, Giám đốc Vietcombank Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, buổi lễ trao học bổng Chắp Cánh Ước Mơ ngày hôm nay là một buổi lễ vô cùng đặc biệt được diễn ra vào ngày khai giảng năm học mới. Đây cũng là số đầu tiên của chương trình Chắp Cánh Ước Mơ năm học 2018-2019. Thay mặt ekip những người làm chương trình, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu trường Trung học Phổ thông Ân Thi, đặc biệt là thầy hiệu trưởng Nguyễn Đức Thắng đã tạo điều kiện để chúng tôi thực hiện một chương trình ý nghĩa này. Ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Quốc Hưng, Giám đốc VNPT Hưng Yên, nhà tài trợ học bổng Chắp Cánh Ước Mơ sẽ lên trao học bổng cho em Nguyễn Thị Suốt. Sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Xuân Cao Cường, Giám đốc Vietcombank Hưng Yên sẽ lên trao bổng Chắp Cánh Ước Mơ cho em Nguyễn Thị Suốt.
chương trình Chắp cánh ước mơ ấy thì đã bước sang năm nay là năm thứ tư, và với tấm gương của em Suốt thì cũng là một cái tấm gương điển hình mà chương trình được đồng hành tài trợ học bổng cho em. Em là một tấm gương rất nỗ lực trong quá trình vượt khó và đạt rất là nhiều thành tích cao trong học tập, và cũng là điển hình cho một em học sinh của Ân Thi, và cũng rất mong là các em học sinh ở trường chúng ta đây cũng sẽ là noi gương em Suốt để có càng ngày càng nhiều em sẽ vượt qua những khó khăn và đạt thành tích tốt hơn nữa trong học tập, để góp phần xây dựng quê hương Ân Thi cũng như tỉnh Hưng Yên chúng ta sau này càng ngày càng giàu đẹp. Lời đầu tiên cho em gửi lời cảm ơn đến hai nhà tài trợ, và cảm giác của em thì rất là vui và hạnh phúc, và khi mà nhận được học bổng thì bản thân em cũng sẽ phải tự phấn đấu nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với học bổng này. Một lần nữa xin cảm ơn hai nhà tài trợ VNPT Hưng Yên và Vietcombank Hưng Yên. Trân trọng cảm ơn ban giám hiệu nhà trường cùng các thầy cô giáo và các em học sinh đã có mặt trong buổi lễ trao học bổng chắp cánh ước mơ ngày hôm nay. Chương trình chắp cánh ước mơ của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo. Vietcombank, chung niềm tin vững tương lai.